nhà vệ sinh một xíu nha. Nha chị nha, em mắc quá. Tôi mắc lắm rồi đó. Để lấy lại quần cho các chị. Bữa trưa của tôi mất hết cả rồi. Mỗi người cho tôi xin một chút gọi là tiền ăn trưa nhá. Ông trời ơi, tôi xin lắm đấy. Ông cho tôi qua cái mẹ một lần này thôi nhá. Tôi xin lắm đó. Cho tôi giải nó một lần thôi. Một lần thôi. Một lần trong đời ông nhá. Tôi tuyệt cố. Tôi làm gì ông đi. Tôi đánh lên sổng với thằng tự ách. Chúng mày nói là chúng mày yêu nhau đúng không? Thế thì bây giờ chứng minh đi. Hôn nhau ngay tại đây cho ta xem nào. Hôn mau lên, không tao đá trẻ mẹ tù chúng mày ra bây giờ. Không được. Tôi hỏi lần cuối, anh có chắc là anh cũng vô không? Không bị điên à, đi ra. Không được, nè.